Chào mừng các ông đã trở lại với cái podcast của tôi. Và đây không phải là những câu chuyện trên cánh đồng mà đây là câu chuyện trong thành phố. Và cái podcast này á, tôi sẽ nói về freelancer trong ngành phim. Freelancer tạm gọi là những người sống bằng tự do ha. Và công việc thì nó chọn mình chứ mấy ai đủ bản lĩnh để chạy theo đam mê. Bởi ta nói thời thế nó đưa đẩy mình vào chỗ đó riết rồi rồi cũng quen. Mới đầu á thì thấy tự do vậy thôi chứ thực ra thì nó cũng vậy á. Nó đại loại như cái câu hỏi á, làm sao để tạo ra việc làm và có tiền thì nói chung là não mề lắm. Nếu bạn đủ tự tin còn trẻ thì cứ bứt phá ra cái hiện tại để linh hồn mình nó được siêu thoát thôi. Làm con kiến tự do còn hơn là con kiến ở trong củi. Và cách đây khoảng 3-4 năm gì đó, thì lúc đó tôi đang làm việc ở Sài Gòn. Và tối hôm đó là vừa xong một cái job, thì cả ekip lên xe taxi đi về thôi. Thì cái cậu đó, để tôi nhớ coi, lúc đó là cậu làm job behind the scene cho ekip. Cậu hỏi tôi: "Ủa, anh cũng làm freelancer hả?" Xong rồi tôi cũng cho qua chuyện. Cái xong rồi nói xong rồi cậu ấy nói tiếp: "Em cũng thích làm freelancer." Và tôi kể cho cậu ta nghe một câu chuyện. Cái lúc đó đang ở Đà Lạt thì nhận được một cuộc gọi. Thứ năm quay ở Vĩnh Hy nha em. "Ok, bd, sáng thứ tư khăn gói xuống núi với con hút cây, chở theo một cái mớ đồ lòng thòng được chằng buộc lộn xộn phía sau đít. Và trong túi chỉ còn vỏn vẹn 300 ngàn. Lò dò mãi mới đi được đến nơi. Đâu cũng khoảng 6 tiếng đồng hồ là do vừa chạy vừa ngắm thú có vú. Axilo, em tới Vĩnh Hy rồi nha." "Ủa, anh hẹn ở Tuy Phong để sáng sớm chụp hình cối xay gió mà." "Ok tê tê, vậy là chơi thêm 90 cây chuối đến Tuy Phong. Vô thuê nhà nghỉ mà cũng tâm tư lắm nên mới chọn mãi mới được cái chốn mà dung thân 120.000 qua đêm. Vừa vô là ỉa một phát cho nó đã đời. Và nhận được cú điện thoại rất là vãi cái nồi: đổi địa điểm về Hồ Cốc nha em." "Ok, duyệt moẹ. Vãi nồi rồi nhé. Mai đón em ở Vũng Tàu, lò dò ra trả phòng." "Vâng. Cái phòng giá đĩa một phát là 60.000. Vậy là trong túi còn đúng 130.000. Đổ mẹ nó sang 100.000. Vừa chạy vừa lo. Ôi cái định mạnh. Làm thế đéo nào bây giờ. Lỡ mà hết xăng dọc đường á là bốc cứt anh vạ thật đấy chứ chơi đâu. Lẹt phẹt đi đâu đến 6 giờ chiều á mới mò mạch vô tới Phan Thiết rồi là dừng lại đốt điếu thuốc. Ôi cái loằng gì nữa, thủng mẹ nó bình xăng rồi, ăn cứt thật rồi. Ở lọ mọ một hồi á, thấy vợ chồng nhà kia dừng lại cho mấy đứa nhỏ đi đái. Chạy qua nhờ ổng mua giùm lọ keo 502 xịt vô muốn hết cái lọ mà nó vẫn chảy. Rồi chạy vô nhà người ta bên đường á, xin cái can nhựa rút xăng ra. Ôi cái duyệt cụ nhà nó ngon rồi. Lên xe chạy và ôm can xăng trước bụng. Lết lết về đến La Di á, thì vừa chạy vừa ngó hai bên đường coi có cái chai nhựa nào không để làm cái phễu. Đổ 3 lít xăng còn lại trong can vô chạy tiếp. Và một cục thính vang ra từ điện thoại đầu dây bên kia. Chọi phát hơi mạnh, mém tí vỡ đầu. Chạy một hồi tới tối cái thấy mờ mờ. Cái xong rồi sờ lên mắt. Ý, cái kính bên đâu mất tiêu rồi. À, vậy là sửa xe rồi nó nằm ở đâu rồi. Xong phim, mất luôn cái kính. Vì chạy không kính nên về đường đến nơi mém tí thì các chú cơ động cho lên phường uống nước trà rồi. Về đến nơi còn đúng 9.000 lẻ trong túi quần. Và sáng hôm sau vẫn đúng lịch làm việc. Tóm lời, định mệnh, hút cây, 300 ngàn, 400 cây số, bay như chim, đi ỉa mất 60.000, thủng bình xăng, mất kính, hết nhớt, mém tí bị các chú mời lên lên phường uống trà. Và đó là cái câu chuyện của
Cũng rất lâu rồi. Và nếu các bạn muốn bỏ cái công việc full time để làm một freelancer thì tôi cũng chẳng có lời khuyên gì cả. Và đây chỉ là cái những cái mà tôi đã trải qua thôi, thì tôi cũng chia sẻ cho các bạn có cái để gọi là tham khảo thôi, chứ nó cũng không hẳn là hoàn toàn đúng, hoặc là cũng cũng chẳng phải là hoàn toàn sai. Và cái thứ nhất á, nếu các bạn muốn làm freelancer á, thì cái đầu tiên nhất là phải có thực lực. Và cái thực lực ở đây á, nó không nhất thiết là phải làm được tất cả mọi thứ ở trong cái ekip làm phim, chỉ cần hiểu và kiểm soát mọi thứ thôi. Nó ví dụ như thiết bị, nhân lực, rồi chất lượng gọi nội dung á, thì để cho tất cả các thứ đó nó hoạt động một cách trôi chảy và nhịp nhàng, và lỡ mà có xảy ra sự cố gì á thì mình còn có phương án dự phòng để kiểu như không có bị overcode đấy. Và thứ hai á là mối quan hệ, thì mối quan hệ nó cũng dễ lắm, một đêm là xong à, nhưng mà cái đó á thì cũng hơi xui lắm. Thực sự á, cái tạo mối quan hệ trong cái nghề phim á thì nó cũng căng lắm á, nhưng mà nó cũng đơn giản lắm. Nó giống như kiểu mà PR bản thân á, nhưng mà nó phải dựa trên thực lực nha, chứ đừng có nói quá nói lố đến lúc vô làm được thì mệt lắm. Đó là tôi đang nói đến freelancer đứng job kiểu kiểu như project management. Còn nếu các bạn chỉ là một cái supplier hoặc là làm một cái vị trí nào đó trong cái ekip á, thì chỉ cần làm tốt cái vị trí của mình là đủ rồi. Và nghề phim á, có cái điều này rất là đặc biệt nè. Nó giống như một cái quy tắc làm nghề luôn á. Là việc ai nấy làm thôi, chứ không cần phải phụ người này phụ người kia đâu. Việc ai nấy làm là đủ thấy ông bà tổ tiên đang dễ gọi rồi. Có một lần á, ông bạn tôi thì ông nó cũng nhiều tuổi rồi, cũng hơn hơn tôi cũng vài tuổi á, thì ông cũng hỏi tôi một câu là tại vì ông vừa mới nghỉ full time ở một cái production house á, thì ông cũng hỏi tôi là ông ơi, bây giờ tôi nên làm full time hay làm freelancer? Và tôi chỉ trả lời ngắn gọn vậy thôi. Nếu ông chưa có gia đình á thì thoải mái tự do thôi, mà còn đã có gia đình á thì thôi làm full time đi cho nó chắc cú. Có cái để chiều chiều mua bánh cho con, mua quà cho vợ, đồ này nọ các kiểu. Cảm ơn các ông đã nghe, đã xem, đã donate, và cũng hy vọng là mang lại thêm cái sự tham khảo cho quý vị và các bạn thôi. Bye bye và hẹn gặp lại ở cái podcast sau. Có thể là câu chuyện trên cánh đồng hoặc là câu chuyện trong thành phố. Dĩ hen!